độ cao sắp ra mắt. Táo khuyết mới đây đã đệ trình bằng sáng chế cho các thiết bị điện tử có khả năng kết nối với tần số 6 mm. Theo đó, bằng sáng chế này đã được Apple nộp đơn đăng ký từ đầu năm 2018. Biểu hiện này cho thấy Apple thực sự có những chiến lược nghiêm túc và hiệu quả trong giải quyết các thách thức về kỹ thuật đối với việc tối ưu hóa linh kiện thu phát sóng 5G cũng như Wi-Fi. Bản mô tả tóm tắt bằng sáng chế cho thấy thiết bị điện tử mà Apple đề cập chính là Apple Watch phiên bản 5G hứa hẹn sẽ đạt tốc độ truyền tải dữ liệu và tốc độ kết nối nhanh hơn. Hầu hết các nhà mạng tại Mỹ đang cung cấp mạng 5G trên tần số 6mm, cho phép truyền tải dữ liệu nhanh nhất nhưng trong phạm vi hẹp hơn. Lý do duy nhất để thêm các tần số này cho Apple Watch là hỗ trợ mạng 5G. Bằng sáng chế cũng thể hiện Apple Watch vẫn hỗ trợ mạng 4G. Táo khuyết đương nhiên hiểu rằng, mạng 5G chưa thể phổ biến trong vài năm tới. Apple dự kiến sẽ giới thiệu iPhone 5G vào năm tới. Giới thạo tin cho rằng, iPad 5G sẽ ra mắt năm 2021, còn Apple Watch có thể sẽ xuất hiện cùng iPhone 5G nhưng cũng có thể phải lâu hơn.